cửa cuốn đâu? Cuốn hồ gần như sao? Cuốn hồ á? Đây là cái nhà. Đây có cuốn ăn chất đi tên này. Đây này em mới thường xuyên cuốn này. Con có uống chưa? Con vừa ngủ dậy đúng không? Để em bột tóc ra. Con lấy cái dao này ra. Con uống sữa không? Sữa. Đó, đây đợi mẹ đi lấy sữa cho nhé. Thì nữa mẹ tắm nước cho nhé. Đây đợi mẹ nhé. Thank you.
đây này, này con không lớn để mẹ rửa sau đấy nhá, nhớ chưa? Chú lên chăn lợn rồi, lúc này chú về không thấy con ngủ rồi, chú đi chăn lợn rồi. Về à? Thế là xuống nhà anh chơi. Có, cái cún ở nhà mà. Vừa nãy anh lên trên trang trại thì nó đang ngủ bây giờ như vậy kìa. Đi xuống đây. Nhà anh đây. Đấy, đến nhà anh rồi. Vào chơi với cái cún á, xong là tối nay ở đây ăn cơm với anh luôn nhé. Đi về rồi. Đi về á? Anh mua con vịt con lắm. Em đi về rồi. Đi vào đây ăn cơm đã. À, anh ơi. Đấy, không biết là dậy chưa? Đi vào nhà đây chơi bên cún á. Đi, để xe đấy. À, cún dậy rồi này. À, anh về rồi. Cún dậy rồi chưa? Ờ, anh dậy rồi. Em chào anh Diệp nhá. Em chào Trần Sang nhá. Em đang làm con vịt này. Em được con vịt à? Ngon đấy nhỉ, ngon quá. Ôi em luộc con vịt ngon. Chắc hơi chín rồi đấy. Chắc chín rồi đấy, chắc chín. Chín. Chị ơi, cần em hộ làm gì không ạ? Con thái cái kia, thái cái sau kiểu kia, thái cái lòng này. Chín rồi em ạ, chín rồi, như này chín rồi. Thế đây sao nhỉ? Chín rồi. Hay em biết làm không đấy? May anh gặp hai đứa ở cái ngã ba gần đây và đi về ấy. Vâng. Với lại như bây giờ hai em về này, tối này nhà không, bố mẹ không ở nhà nữa thì ai nấu cơm cho về hai anh em tự nấu à? Vâng. Đây con vịt đây này, để đây. Em cho kiểu kéo kéo à? Kéo chả biết để đâu. Có kéo ở đâu, tí nữa lấy dao cắt cũng được. Cún ngủ dậy lâu chưa em? Anh đi rửa lại cái dao này. Ừ, anh đi rửa tí nữa anh chặt con vịt nhé. Làm một phần đã kinh rồi. Cái này để sau làm mình một phần. Đây,
Chưa được kéo rồi. Chưa biết quý anh đến đâu nhỉ. Chưa được kéo. 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 Này chú, này chú đi mua vịt về thì cún đang ngủ. Chú có mua nước ngọt đấy, cún có uống nước ngọt đâu, tí chú lấy nước ngọt cho cún nhá. Anh lại cho bác chị làm không? Em ngủ lại không? Thôi để cho nó ngồi đây, nó vừa ngủ dậy em nó sẽ tỉnh mấy. Bằng này được đấy. Cái này để chấm nha Quỳnh. À, để chấm à? Còn cái này sao? Ừ, cái này sao? Sao với cái lòng của con vịt đấy đúng không? Dạ. Ừ. Tí anh thái xong là anh sao nhá. Hay là em đi tắm nước, em tắm nước chưa? Không, em làm cái này cho em đi tắm luôn. Này lên trên kia chăn gà, mấy con gà bảo không thấy em lên. Dẹp ơi, em vừa giúp chảo xong cái này cho chị nhé. Mà công nhận là cái cuốn này nó ăn ngon thật đấy nhỉ. Đợt nọ đến đây xào cái mấy món cho mình kia cũng ngon thật đấy nhỉ. Ừ. Chắc là sau này có năng khiếu làm đầu bếp nhỉ. Ừ. Ngồi chơi đi coi. Hai đứa em phải biết làm ấy. Ừ. Thế ở nhà bọn em ai làm, ai nấu cho ăn ấy? Bọn em tự nấu á. Nấu ăn giỏi thế nhỉ. Cái mặt này anh ấy. Có cả mật à, người ta mổ không lấy mật ra. Lấy mới xuống cho mày xuống. Cái này xào với cái gì ấy chị ơi? Cái đấy xào với giá xào với cái này nhé. Vâng. Em làm cho chị đi tắm nước. Được. Okay. Anh chặt con vịt đi. Vâng, để anh chặt con vịt cho. Em đi tắm nhé. Để ta làm được không? Để thớt này em mới rửa đúng không? Vâng. Anh làm cái thớt to. Anh làm bằng cái thớt kia. Anh chặt. Con dao này em rửa sạch rồi đúng không? Vâng. Ừ, thằng nào anh rửa chẳng thấy có mùi gì.